Mời chàng trai. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Hồ Nghệ Hoàng, hiện năm nay em 26 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ. Hiện tại em làm nhân viên của ngân hàng. Nhân viên ngân hàng? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Chào bạn. Bạn cùng chơi và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Bạn tên là gì? Dạ, thưa chị, em tên là Nguyễn Thu Thủy, em năm nay 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên ngân hàng. Ngân hàng luôn? Dạ. Hai bên ngân hàng. Ngân hàng đụng ngân hàng có vấn đề gì không bạn? Ngân hàng đụng ngân hàng thì có cạnh tranh rồi chị. Không, nhưng mà mình phải cạnh tranh lành mạnh nha. Dạ. Nhìn vóc dáng không, ngồi ba vòng chuẩn nha, rất là sexy luôn. Có ai khen bạn vậy chưa? Dạ có chị. Có rồi hả? Dạ không, tại vì em cũng có đi học một vài lớp kỹ năng lên, thành ra em nghĩ chắc từ từ nó cũng thành cái bản năng của mình. Thủy làm bộ phận nào ngân hàng Thủy? Dạ thưa anh Quyền Linh, em đang làm bộ phận chăm sóc khách hàng á anh. Chăm sóc khách hàng, bộ phận này rất là dễ thương này, ngọt ngào. Dạ. Bạn Hồ Nghĩa Hoàng, bạn làm bộ phận nào? Dạ em làm bộ phận quản trị rủi ro ạ. Là cụ thể sao bạn? Có nghĩa là kiểm soát gian lận, ví dụ như hồ sơ lừa đảo hoặc là kiểm soát nợ của bên ngân hàng. Bạn làm bao lâu rồi? Em làm bên ngân hàng thì chính thức thì khoảng gần 1 năm. Còn làm bên công bên bộ lĩnh vực tài chính thì là gần 4 năm ạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An? Em vào Sài Gòn được 10 năm rồi. Rồi ở đây với ai? Dạ em ở với anh chị ạ. Rồi bạn sơ sơ là khoảng mấy mối tình? Dạ em khoảng 2 thôi ạ. Khoảng 2 mối tình? Dạ đúng rồi. Bạn có thích quen đối thủ cạnh tranh của mình không? Dạ có. Có nghĩa là bổ trợ cho nhau. Ví dụ như công việc của em thì cần tiếp xúc nhiều thì bạn nó sẽ hỗ trợ cho em lên. Sao đối thủ mà sao hỗ trợ được? Có nghĩa là bạn nữ làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng, còn em làm bên bộ phận quản trị ro, thì ví dụ em cần liên hệ khách hàng mà em muốn nó giao tiếp giỏi hơn thì em cần nhờ bạn hỗ trợ thêm. Còn bạn nữ có thích quen đối thủ của mình hay không? Dạ có thể em hỗ trợ rồi em lấy khách hàng về bên em cũng được đó. Đó. Từ xưa giờ bạn đã quen người nào làm trong ngân hàng chưa? Dạ chưa ạ. Giờ bạn giới thiệu về mình một chút xíu, ưu điểm hay là nhược điểm của mình? Ưu điểm của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng, gặp mọi người em rất là dễ bắt chuyện. Đó là công việc của mình hàng ngày mà đúng không? Dạ. Rồi còn nhược điểm của em là lúc trước á là em rất hay nóng giận. Nghĩa là khi gặp một cái gì đó mà em không thích á là em thường thể hiện ra cho mọi người biết là em không thích cái chuyện đó, đừng làm nữa. Nhưng mà bây giờ em đã biết cách tiết chế cái chuyện đó. Nghĩa là trước khi mà mình mở miệng mình nói một cái gì đó là em sẽ thở 5 giây đã, rồi em mới bắt đầu em nói. Giống như là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Dạ đúng rồi. Mà khi thở 5 giây rồi tự nhiên cái nó bớt nóng giận luôn. Đó cũng là một cách rất là hay. Vậy là chị cũng phải cố gắng chị học em này, chị thử coi cho chị sao, chứ chị cũng hay nóng giận lắm. Em sở thích của mình là gì Thủy? Sở thích của em thường thì em thích đi du lịch chị. Thường đi du lịch đi với ai? Thường là em đi với bạn mà. Rồi bên kia có thích đi du lịch chung không nè? Dạ có gì. Bạn nói về ưu khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em đó là em biết nấu ăn và có thể nấu được nhiều món. Thứ hai là hiền lành. Thứ ba là em hay hát ạ. Ví dụ đi đám cưới thì vì mặc dù hát không hay mà đám cưới nào em cũng lên hát hết ạ. Biết nhảy không? Dạ, nhảy thì nhảy sơ sơ. Vừa hát vừa nhảy được không? Có thể ạ. Thử xem nào. Bạn nữ bên kia chú ý nha, khán giả vỗ tay là hay đó. Còn khán giả ngồi im là không hay á. Chuẩn bị. Action. Rót mãi những chén chua cay này, lê bêu như gã su ca buồn, lang thang bướng với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Muộn nào đưa ta qua bao nỗi đau thương này, giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình, ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi em yêu đã giết ta trong một đêm môi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoa ngây ngô rồi. Mỗi sáng mỗi tối ta điên ta say với bóng men. Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay. Khi xưa em bước theo tình vui kia đi rồi, nào ngờ đâu em quay lưng coi ta quá đau buồn. Giữa quãng đời là người tình si con. Nửa bài được. Nhảy hay quá. Nhảy dữ dội luôn. Bạn nữ mà thấy hết hồn hú hồn luôn. Nãy giờ Thủy mặc dù không có nhìn thấy nhảy mà Thủy nghe giọng hát là cảm nhận về bạn trai bệnh như thế nào? Em nghĩ là bạn trai rất là chịu khó hát á chị. Rất là chịu khó hát, bạn cũng rất là chịu khó nghe. Dạ. À, mình có biết hát không? Dạ em hát thì cũng không hay nhưng mà em cũng lâu lâu em cũng hay hát. Rồi biết nhảy không?
Dạ em cũng có học nhảy. Rồi mình làm lại mình nhưng mà lại. Hiện giờ em mặc váy vậy thì em khó nhảy lắm chị. Ủa, tại vì nhảy phải mặc váy chứ, muốn mặc gì nhảy? Tại bình thường em học là em học sexy dance, em nhảy quằn quại lắm chị ơi. Dạ quằn quại đại đi, làm thử một khúc đi, một đoạn thôi nha chị. Đúng tại rồi. Vì vừa thôi, muốn biết hẹn hò nhau đi rồi mình biểu diễn tiếp ha bạn ha. Dạ. Bây giờ bạn có cái chuẩn cái người bạn trai mà mình muốn mong muốn tìm kiếm là như thế nào không? Bạn nam đầu tiên phải là một người quyết đoán và không có dễ bị tác động bởi ý kiến của người khác. Còn về hình thể thì phải cao 1m78. Sao phải 78? Cao cao cỡ như anh Bình Minh vậy chị, em thích như vậy. Cao. Dạ. Nhưng mà đừng có nghĩ là vì mình cao nên mình có quyền cân nặng quá đáng. Nặng thì cũng cỡ chừng 76 thôi anh. Cô này cũng khó dữ á. Bà nói mình có 75 à. 75 là được rồi, 78 giờ kiếm ở đâu ra? 75 thì nặng cỡ 73kg thì được. Rồi bạn nữ đưa ra tiêu chuẩn như vậy, còn bạn nam? Một bạn gái của em là cũng từng cao tương đối khoảng 1m6 trở lên. Hiền lành và chút có chút dễ thương. Bên kia giống Bình Minh, bên đây giống ai? Á Hầu Huyền My. Tiêu chuẩn cao quá nha. Bên đó có đáp ứng được nhu cầu bên đây không? Sao Thủy? Em thấy cái đó cũng bình thường chị. Dạ bạn được. Không thích điểm nào ở người bạn trai? Em không thích là thứ nhất bạn nam đừng có quá xòe xòa, hơi dơ dơ hay này nọ là em không chịu. Sạch sẽ tươm tất. Dạ đúng, sạch sẽ tươm tất, đừng có quá đen. Mũi đừng có quá to. Quanh Linh đen lắm á. Nhưng mà vấn đề là tại vì ảnh hay cười nên nó cũng sáng ra được miếng chị. Trời ơi. Hôm nay bạn chương trình với ai? Em đi với 4 người chị, hai em gái với hai người bạn của em đang ngồi hàng ghế đầu. Chào các bạn. Mấy em là chơi chung với Thủy thì sao? Dạ em là em ruột. Em ruột hả? Dạ. Thủy thì có nhiều bạn trai dòm ngó đúng không? Dạ có. Mà không chọn được ai hết hả? Dạ đúng rồi. Thì sao vậy? Dạ khó tính quá. Em có khuyên chỉ là bớt bớt xuống để mà có chồng chưa? Dạ có khuyên nhưng mà tại vì mấy anh đó chắc là không hợp. Anh bên này thấy hợp không? Dạ anh này em thấy là được cái chiều cao. Với lại nhìn anh này quen quá, không biết có quen từ trước không nhỉ? Dạ. Là sao? Cái này hay à, quen lắm. Trời ơi, mất công để tham gia chương trình nữa. Quen không? Dạ, có quen gì trên truyền hình nhỉ? Đó. Sao quen cô kia trước vậy? Thì đó. Cao 1m75. Dạ, 1m8. Gì? 1m8 gì? Sao nãy mới nói 75? Không, 75kg gì? 75kg, cao 1m8. Đâu đứng lên thử coi. Có nói thách không? Cũng thường thôi mà. Không, em cao hơn chị được rồi vậy. Chứ lẽ lùng hơn tôi. Ngồi xuống đó đi. Dạ. Cũng dễ thương để vậy. Được lắm. Rồi, như vậy là hợp rồi. Chúng ta sẽ kéo màn lên để hai bạn ấy cảm nhận về nhau. Kéo màn. Ta sẽ có 2 phút để cùng trò chuyện, nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò không. 2 phút bắt đầu. Quen không? Cũng may là không quen. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu. Chào bạn. Lạ nhỉ, ấn tượng nhỉ. Nếu như hôm nay mình và bạn đồng ý hẹn hò thì mình mời bạn tối nay đi nhậu được không? Mình thì mình không thích đi nhậu, mình chỉ thích đi ăn uống hoặc xem phim cà phê thì được. Thật ra mình cũng thích con gái đi nhậu thôi. Nếu vậy sao bạn mời? Không có đâu. Mình thử là. Thử lòng. Mời còn 4 cô kia nữa kìa, ngồi dưới nữa kìa. Mời có người à. Cái ấn tượng của bạn khi trước khi mà kéo màn lên với sau khi kéo màn lên nó có khác nhau nhiều không? Về mình á. Cũng như nhau à. Có là hay lúc chị Cát Tường giới thiệu là bạn có 3 vòng lý tưởng là mình cũng muốn nhìn qua để xem, nhưng mà tại vì quy định chương trình là không cho nhìn nên là đợi giờ mới nhìn được. Nhìn hoa giọng nữa hả? Cuối cùng giờ nhìn thấy là sao? Y như chị Cát Tường khen à. Hạ bớt cái chuẩn gì qua hậu xuống giùm tôi cái nha. Thực tế một chút xíu thì mới cưới được vợ ha. Mình nói chuyện về tương lai đi. Thí dụ như đến hôn nhân thì sẽ như thế nào? Có mấy con, tiền bạc ai quản lý? Mục tiêu của mình thì khoảng năm nay hoặc là cuối năm sau cưới thì không biết là bạn thì như thế nào à? Tìm hiểu đủ thì cũng phải 2 năm.
cuối năm sau thì được không? Cuối năm sau thì nếu mà hợp nhau thì có thể được. Nếu lấy nhau thì sinh mấy cháu? Dù gái hay trai chị hai là đủ. Em thì chỉ một nam một nữ là được rồi anh. Làm ngân hàng, vậy thì ai sẽ quản lý tiền? Theo em thì vợ sẽ quản lý thì dễ hơn, mà nếu như vợ quản lý nhưng mà chồng mà cũng có một phần riêng ạ. Vợ quản lý mà chồng có phần riêng là sao? Có nghĩa là đi đâu đó thì tự mình bỏ ra chứ không phải là kêu vợ đưa, hoặc lúc mà cấp bách quá không có vợ đó thì em tự chi trả được. Thường thì tiền bạc là phải do vợ giữ đó chị. Còn cái khoản riêng đó thường thì là không được đó. Thôi bây giờ mình nói một câu tình cảm đi. Đi rồi mình quyết định bấm nút. Thì cảm nhận đầu tiên của mình về bạn là vui vẻ hay cười. Thì mình rất thích, cũng thích khoảng 80% ở bạn. Thì còn nếu như còn khoảng 20% thì mình sẽ tìm hiểu sau. Được không ạ? Được, mình rất thích về chuyện đó. Còn cảm nhận về bạn thì mình thấy là bạn cũng hiền lành. Nói chung là thích hát biết nhảy, là thấy là không phải là người sống khép kín rồi đó. Nói chung là phần còn lại thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Rồi, bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ nha. Có quyết định là bấm nút hẹn hò với nhau hay không? 1 2 3 Cảm nhận về nhau 80% đã thích, 20% tìm hiểu. Dạ. Chúc cái sự tìm hiểu đó sẽ đạt đến trọn vẹn con số 100%. Chúng tôi tặng các bạn một cặp vé mời để tiếp tục tìm hiểu 20% đó. Và đây cũng là phần quà dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường.